Và sau bài 1 về thì hiện tại là một số từ vựng liên quan. Các em đã sẵn sàng đến với Unit 2 chưa? Bài học hôm nay là về chủ đề thì quá khứ, cho nên những ai mà đã ôn bài cũ rồi thì sẽ rất dễ dàng đến với bài mới hôm nay ha. And now let's get started. Unit 2 past tense. Now let's begin with the very first part of this lesson. Chúng ta cùng nhau bắt đầu với phần đầu tiên. Phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay cũng giống như unit 1 luôn, là phần gì em ha? Đúng rồi, đó là 8 từ vựng nghe, và chúng ta sẽ học 8 từ vựng nghe này thông qua 8 bức tranh. Ok, bây giờ mình nhìn vào 4 bức tranh đầu tiên giùm cô. 4 bức tranh này chúng ta sẽ nghe 4 câu nói. Mình sẽ sắp xếp 4 câu nói theo thứ tự A, B, C, D đó và 4 bức hình ở đây. Và trước khi mình nghe thì mình phải làm gì em ha? Đúng rồi, mình sẽ xem xét kỹ từng bức hình, mình phân tích. Bức hình đầu tiên, ở đây có hai người. Tuy nhiên thì chỉ có một người có một cái hành động nào đó thôi, thì đây là một người đàn ông. Anh này đang làm gì đây em? Người đàn ông thì mình sẽ có chủ ngữ là the man hoặc là he. Đúng rồi, và người này thì đang trả tiền ở ngoài tính tiền. Mình có thể gọi nôm na là người đàn ông này thanh toán hóa đơn, ok? Thanh toán hóa đơn thì mình sẽ có một cái động từ đó là pay the bill. Paying the bill. Number 2, mình thấy number 2 ở đây là một cô gái, một người phụ nữ đang bán hàng. Người phụ nữ thì mình có thể nghe được chủ ngữ gì em ha? Đúng rồi, là the woman, và hoặc là mình có thể nghe được chủ ngữ she. Và người này thì đang bán trái cây, đúng rồi. Mình sẽ có động từ selling fruit. Selling fruit. Được chưa? Rồi. Number 3, mình có một người con trai, một người đàn ông thì chỉ là chủ ngữ the man hoặc là he. Đúng rồi, anh này thì đang mang giày hoặc là đang thử giày, đúng không em? Ở đây có thể là đang thử giày thì mình sẽ có động từ là trying on shoes. The last one, hình cuối cùng ha, mình có một người đàn ông luôn và cũng là the man hoặc là he, và anh này thì đang mua đồ, mua sắm ở một cái cửa hàng hoặc một cái siêu thị nào đó. Mình sẽ có động từ shopping, go shopping. Ok, vậy là cô vừa mới phân tích xong giúp em 4 bức hình này rồi đó. Mình sẽ có gì em? Mình sẽ có 5 giây mình xem lại 4 bức hình này giùm cô nha. Rồi sau đó cô chọn mình cùng nhau nghe. 5 giây bắt đầu. 5 4 3 2 1. Ok, let's go. Unit 2. Vocabulary. A. Listening. Listen and write the letter of the statement that best describes the picture. Exercise 1. A. He is shopping. B. He is paying the bill. C. He is trying on shoes. D. She is selling fruit. Sau khi mà mình nghe xong rồi thì ở đây sẽ là gì em ha? Mình sẽ tiếp đến phần. Đúng rồi, cô sẽ cho đáp án. Đáp án của cô ở đây là gì đây? Câu A sẽ là hình thứ tư. Câu B sẽ là hình nào đây? Hình thứ nhất ha. Và câu C sẽ là hình thứ ba, và cuối cùng câu D sẽ là hình thứ hai rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích lại 4 đáp án A, B, C, D của mình. Nhìn vào câu A giùm cô á. A, he is shopping. He is shopping. Mình có động từ shopping, mua sắm. Shopping, mua sắm ha. He is shopping là anh ấy đang mua sắm. Now repeat after me. Lặp lại theo cô nha. He is shopping. B, he is paying the bill. He is paying the bill. Mình có động từ paying là chi trả. Paying, paying the bill. Thanh toán hóa đơn ha. He is paying the bill là anh này đang thanh toán hóa đơn. Câu C, trying on. Ở đây mình có động từ trying on là thử quần áo hoặc là giày dép gì đó. Ở hình thứ ba thì mình thấy là trying on shoes, đúng không em, là đang thử giày. He is trying on shoes. He is trying on shoes là anh ấy đang thử giày. Repeat after me. He is trying on shoes. He is trying on shoes. Câu D, she is selling fruit. Mình có động từ gì em? Selling là bán ha. Selling fruit là bán trái cây. She is selling fruit là cô ấy đang bán trái cây. Now repeat after me. She is selling fruit. 4 từ vựng tiếp theo của chúng ta sẽ liên quan đến 4 bức hình này.
Hình đầu tiên của chúng ta là có một cô gái. Cô gái này đang làm gì đây em hả? Cô ấy đang đứng ở quầy return, có nghĩa là quầy trả hàng. Vậy thì mình sẽ nghe được một cái chủ ngữ là the woman hoặc là she. Đúng rồi. Và tiếp theo khi mà cô này muốn trả hàng thì mình sẽ nghe được động từ return hoặc là returning. Đúng rồi. Hình thứ hai, mình có một cô gái. Vậy thì mình cũng sẽ nghe được chủ ngữ the woman hoặc là she. Và hành động của cô gái này đang là đếm tiền đúng không em? Đếm tiền thì mình sẽ có một cái động từ là count the money hoặc là counting money. Number 3, ở đây mình có hai người, vậy thì chủ ngữ của chúng ta chắc chắn phải là they. Hành động của họ thì đang là gì đây em? Hành động này thì là bắt tay. Mình có động từ shake hands hoặc là shaking hands. The last one, số 4. Mình có hai người trong bức tranh, tuy nhiên thì chỉ có một người có hành động thôi em ha, là người đàn ông. Cho nên mình sẽ nghe được chủ ngữ là the man hoặc là he. Đúng rồi, anh này thì đang cho cô gái mượn tiền, cho nên mình sẽ nghe được một cái động từ đó là lend. Lending money. Vậy là cô trò mình mới vừa đi qua hết tất cả 4 bức hình ở đây rồi, mình cũng đã phân tích xong hết rồi. Nhiệm vụ của mình bây giờ là mình sẽ nghe và sau đó mình chọn ra đáp án chính xác, được chưa? Exercise 2. A. She is returning a video. B. He is lending her some money. C. She is counting money. D. They are shaking hands. Ok, sau khi mà mình đã nghe xong rồi á, thì nhiệm vụ của mình là gì đây em ha? Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm ra đáp án chính xác nha. Câu A là hình thứ nhất. Câu A là hình thứ tư. Câu B, câu C là hình thứ hai. Và cuối cùng câu D là hình thứ ba em ha. Now let's see the fourth statement. Mình cùng xem lại 4 câu nói A, B, C, D nha. Câu A, she is returning a video. Mình có động từ returning là trả lại. Returning. She is returning a video, có nghĩa là cô ấy đang trả lại cái băng video, băng ghi hình. Now repeat after me. Nào mình cùng lặp lại theo cô nha. She is returning a video. She is returning a video. Câu B, he is lending her some money. Mình có động từ như cô nói là gì đây em? Động từ lending. Lending là động từ cho mượn. Và trái nghĩa với lending mình có borrow là mượn. He is lending her some money, có nghĩa là anh ấy cho cô ấy mượn một ít tiền. Ok, repeat after me. He is lending her some money. He is lending her some money. Câu C, she is counting money. Mình có động từ count là đếm. Counting. Counting money là đếm tiền ha. She is counting money. Cô ấy đang đếm tiền. Now repeat after me, lặp lại theo cô. She is counting money. She is counting money. Câu D, the last one. They are shaking hands. Mình có động từ shake. Shaking là động từ có nghĩa là lắc. Tuy nhiên khi mà mình dùng với nghĩa bắt tay thì vẫn là shake hands em ha, chứ không phải là lắc tay đâu. Rồi, they are shaking hands. They are shaking hands. Có nghĩa là họ đang bắt tay nhau. Now repeat after me. They are shaking hands. They are shaking hands. Okay guys, that's all for the listening part. Chúng ta vừa mới hoàn thành xong tất cả các câu, tất cả các từ vựng trong phần nghe rồi em ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ chuyển qua một phần mới, đó là 6 từ vựng đọc. Phần từ vựng đọc ngày hôm nay chúng ta sẽ học về 6 từ vựng luôn. Và nó cũng sẽ được chia vào 3 cặp câu khác nhau. Now let's look at exercise 1. Mình nhìn vào exercise 1 là cặp câu đầu tiên giùm cô ha. Ở cặp câu này chúng ta sẽ học về borrow và lend. Cặp từ này thì mình đã mới vừa gặp ở trong phần gì em? Phần listening rồi. Bây giờ mình cùng nhau thực hành nha. Các em có cần cô nhắc lại một tí xíu được không? Ok, cô nhắc lại giùm mình nha. Borrow là động từ mượn. Mượn một cái gì đó từ một người nào đó. Còn động từ lend. Lend là gì em? Là cho mượn ha. Cho một người khác mượn một món đồ. Now let's see. Number 1, George blah 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 some money from the bank. Mình có danh từ the bank là ngân hàng. Bank là danh từ ngân hàng nha em. Rồi, George như thế nào đó một ít tiền từ ngân hàng. George như thế nào đó một ít tiền từ ngân hàng. Vậy thì George mượn tiền từ ngân hàng hay là George cho mượn tiền từ ngân hàng? Tất nhiên là George mượn tiền từ ngân hàng đúng không em? Vậy thì mình sẽ sử dụng động từ borrow.
George borrows some money from the bank. Number 2, will you blah 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 me a pen? Mình có danh từ pen là cây viết. Vậy thì will you blah 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 me a pen? Bạn có thể như thế nào đó tôi một cái viết được không? Ở đây mình sử dụng borrow hay là lend đây? Đáp án của cô là đáp án lend ha. Will you lend me a pen? Bạn có thể cho tôi mượn một cây bút được không? Exercise 2. Ở cặp câu này chúng ta sẽ học về hai từ đó là appointment và promise. Mình cùng xem appointment và promise khác nhau như thế nào ha. Appointment có nghĩa là cuộc hẹn. Appointment là một danh từ em ha, có nghĩa là cuộc hẹn. Appointment. Và danh từ thứ hai của mình là promise, có nghĩa là lời hứa. Promise là danh từ lời hứa. Promise. Hai từ này được sử dụng khác nhau như thế nào em ha? He has blah 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 this afternoon. Anh ấy có một cái gì đó buổi chiều nay. Anh ấy có một cuộc hẹn hay một lời hứa chiều nay đây em. Một cuộc hẹn mới đúng đúng không? Một cuộc hẹn thì có vẻ hợp lý hơn, cho nên đáp án của chúng ta là appointment. He has an appointment this afternoon. Câu thứ hai, the politician made a or an appointment or promise to the people to cut taxes. Mình có danh từ politician là chính trị gia, danh từ chính trị gia ha. Một danh từ khác nữa đó là taxes. Taxes là danh từ thuế em ha. Chính trị gia đã làm một cái gì đó đến người dân để mà cắt giảm thuế. Vậy thì chính trị gia này có một cái gì? Có một cái cuộc hẹn hay là một cái lời hứa đối với người dân để mà cắt thuế với em? Là một lời hứa đúng không nào? Lời hứa thì chúng ta sẽ sử dụng promise. The politician made a promise to the people to cut taxes. Ok. Now exercise 3. Ở cặp câu này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cặp cộng động từ là get used to và used to. Get used to có nghĩa là gì vậy em biết không? Có nghĩa là quen với ha. Get used to có nghĩa là quen với. Thường ở trong một số tình huống khác thì có thể chữ get được thay thế bởi động từ to be. To be get used to cũng bằng nghĩa với get used to, cũng là quen với em ha. Và sau get used to chúng ta sẽ cộng với một danh từ hoặc là verb in. Ngoài ra từ used to có nghĩa là đã từng. Và sau used to chúng ta chỉ thêm vào động từ nguyên mẫu thôi. Câu thứ nhất, em nhìn vào câu thứ nhất giùm cô. I will never blah 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 the cold weather here. Tôi sẽ không bao giờ như thế nào đó thời tiết lạnh lẽo ở đây được. Mình sẽ sử dụng động từ gì em? Không bao giờ có thể quen với được thời tiết lạnh lẽo đúng không nào? Và chúng ta sẽ sử dụng get used to. I will never get used to the cold weather here. Tôi sẽ không bao giờ quen với được thời tiết lạnh lẽo ở đây. Câu thứ hai, she blah 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 lived by the sea when she was young. Mình có tính từ young là trẻ ha. Có nghĩa là cô ấy như thế nào đó sống ở bờ biển khi mà cô ấy còn trẻ. Vậy thì cô ấy đã từng sống hay là cô ấy quen với việc sống ở bờ biển khi mà cô ấy còn nhỏ đây? Cô ấy đã từng, ok. Bởi vì sau chỗ trống mình sẽ có một động từ nguyên mẫu là từ live, cho nên mình dùng used to ha. 6 từ ngày hôm nay chúng ta học ở trong phần vựng từ vựng đọc, thì các em cố gắng ghi chú và mình nhớ dùng cô ha. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau ôm lại một lần nữa và mình sẽ làm bài mini test. Thì tất nhiên trong phần mini test của mình sẽ bao gồm cả 6 từ này luôn. Nào bây giờ là phần quan trọng nhất trong cái bài ngày hôm nay. Chủ điểm ngữ pháp của mình ngày hôm nay đó là về past tense đúng không? Quá khứ. Vậy thì trong thì quá khứ mình sẽ có bao nhiêu thì nhỏ trong này đây? Cũng giống như thì hiện tại ha. Mình có bao nhiêu thì quá khứ em ha? 4 thì đúng không nè? Quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, quá khứ tiếp diễn và cuối cùng là quá khứ hoàn thành tiếp diễn, đúng rồi. Bây giờ cô đi từ cái đơn giản nhất cho mình ha. Quá khứ đơn. Quá khứ đơn của mình được sử dụng trong tình huống nào đây em? Mình chỉ sử dụng quá khứ đơn cho những hành động đã hoàn thành trong quá khứ rồi. Ví dụ như mình có một câu ví dụ. Columbus discovered America in 1492. Columbus khám phá ra châu Mỹ vào năm 1492. Ở đây mình có một cái hành động đã hoàn thành trong quá khứ rồi, đó là cái hành động mà mình khám phá ra châu Mỹ. Nó hoàn thành vào năm nào em? Vào năm 1492 đúng không? Vậy thì khi mà mình thấy những cái câu nó có một cái thời điểm cụ thể rõ ràng trong quá khứ luôn thì mình sẽ sử dụng quá khứ đơn giùm cô ha.
Rồi, vậy thì cấu trúc của thì quá khứ này như thế nào? Thì quá khứ đơn chúng ta sẽ sử dụng chủ ngữ cộng với verb cột 2 hoặc là verb ed giống như trong ví dụ của mình. Rồi, một cái lưu ý mà cô cần các bạn ghi nhớ lại khi mà mình sử dụng cái thì quá khứ đơn này, đó là mình sẽ dùng used to cho những cái hoạt động đã được lặp lại hay xảy ra một cách thường xuyên. Và mình sử dụng would cho những cái hành động đã được lặp lại mặc dù không thường xuyên lắm ha. Mình sẽ sử dụng used to, nó có mang tính chất thường xuyên hơn là từ would. Ví dụ, I used to play soccer with my friends when I was young. Tôi đã từng chơi bóng đá với bạn của mình khi mà tôi còn nhỏ. Cái hành động chơi bóng đá này diễn ra rất là thường xuyên, tần suất của nó nhiều hơn, cho nên mình sử dụng used to. Vậy mình xem cái câu có sử dụng từ would nó như thế nào. I would listen to music while studying for final exam in high school. Tôi đã nghe nhạc trong lúc mà tôi học cho cái kỳ kiểm tra cuối cấp ở trường cấp 3. Thì hành động này không thường xuyên lắm, nó chỉ kéo dài trong một cái khoảng thời gian thôi em ha, là trong cái kỳ thi thôi. Còn cái hành động mà chơi thể thao ở trong câu used to ở phía trên thì nó xảy ra thường xuyên hơn và nó lặp lại tần suất nhiều hơn em ha. Tiếp theo thì quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành chúng ta sử dụng khi nào? Mình chỉ sử dụng quá khứ hoàn thành cho hành động xảy ra trước thời gian nhất định trong quá khứ. Ví dụ, she had bought the book before I met her. Cô ấy đã mua cuốn sách trước khi mà tôi gặp cô ấy rồi. Cái hành động mà tôi gặp cô ấy là một hành động trong quá khứ. Tuy nhiên, hành động mà cô ấy mua một quyển sách nó xảy ra còn trước cả cái hành động trong quá khứ đó nữa. Cho nên hành động mua sách này mình sẽ sử dụng trong thì quá khứ hoàn thành em ha. Quá khứ hoàn thành thì cấu trúc như thế nào? Mình sẽ sử dụng trợ động từ had cộng với verb ở cột 3, had verb 3. Một cái lưu ý ở thì này đó là before có thể được sử dụng trong câu quá khứ đơn và cả câu quá khứ hoàn thành ha. Ví dụ, I have cleaned the house before she visited. Cũng giống như cái ví dụ ở phần trên của mình thôi. Thì tôi đã lau nhà trước khi mà cô ấy đến thăm rồi. Tiếp theo thì quá khứ tiếp diễn sẽ sử dụng trong trường hợp mình mô tả hành động đang xảy ra ở quá khứ và có một cái hành động khác xen vào, hoặc là cả hai hành động này đang xảy ra cùng một lúc trong quá khứ luôn. Ví dụ, while I was taking a bath, Sally was using the computer. Đây là một cái câu ví dụ cho cái hành động, hai hành động đang xảy ra cùng một lúc trong quá khứ ha. Khi mà tôi đang tắm thì Sally đang sử dụng máy tính. Hai hành động này đang xảy ra cùng một lúc và cùng trong quá khứ hết, cho nên mình sử dụng quá khứ tiếp diễn cho cả hai vế này. Đối với trường hợp mà một hành động đang xảy ra trong thì quá khứ và có một cái hành động khác xen vào thì hành động xen vào sẽ sử dụng ở thì quá khứ đơn, còn hành động đang xảy ra thì ở thì tiếp diễn em ha, quá khứ tiếp diễn. Rồi, cấu trúc của thì quá khứ tiếp diễn sẽ là động từ to be ở dạng quá khứ, có nghĩa là was hoặc là were, cộng với verb in. Thì cuối cùng của mình là thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn có nghĩa là mình sẽ kết hợp quá khứ hoàn thành và quá khứ tiếp diễn. Và nó mô tả hành động đang xảy ra với cái khoảng thời gian đã biết và vẫn tiếp tục kéo dài khi mà cái hành động khác xảy ra ha. Ví dụ như là they had been cleaning the room for an hour already when I walked in. Họ đã đang lau phòng một tiếng đồng hồ rồi khi mà tôi bước vào. Có nghĩa là khi hành động tôi bước vào, họ đang lau, họ đã lau và họ còn vẫn đang lau khi mà tôi bước vào luôn. Nó tiếp tục kéo dài khi mà cái hành động khác xảy ra luôn á em ha. Vậy thì cái hành động này mình sẽ sử dụng cấu trúc như sau: had been cộng với verb in. Vậy là cô đã vừa đi qua cái phần ngữ pháp trọng tâm của ngày hôm nay rồi ha. Mình chỉ có 4 cái thì đơn giản thôi. Tiếp theo mình sẽ sang đến phần giới từ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học giới từ gì đây? Hôm nay sẽ là giới từ in. In có thể cộng với một nơi chốn, một địa điểm em ha. Mình có một ví dụ như sau: I used to live in a house. I used to live in a house. Tôi từng sống trong một ngôi nhà. Một ngôi nhà có nghĩa là nơi chốn. Ngôi nhà sẽ theo sau giới từ in. Hoặc là mình có những cái ví dụ khác, ví dụ như in my school, ở trong trường của tôi, in my class, ở trong lớp của tôi, in my company, ở trong công ty của tôi. Một trường hợp khác, in sẽ cộng với năm. Đối với thời gian thì khi mà mình sử dụng năm, mình sẽ sử dụng giới từ in nha em ha. Ví dụ như là he went to Austria in 2001.
2002. Anh ấy đã đi đến Áo vào năm 2002. Hoặc là in 2016. 2016 em ha, năm 2016, bất cứ năm nào mình cũng có thể sử dụng in được. In cũng cộng với một khoảng thời gian, ví dụ như she will arrive in an hour, cô ấy sẽ đến trong một tiếng nữa. In a week, trong một tuần nữa, hoặc là in a month, trong vòng một tháng nữa. In 3 weeks, trong vòng 3 tuần nữa. Đơn giản đúng không em? Now these are some exercises and they are just similar to unit 1. Bây giờ các em sẽ phải làm một số bài tập và những cái bài tập này nó cũng khá là tương đồng với những cái bài tập ở trong unit 1. Ở đây có 5 câu và các em sẽ phải hoàn thành những câu này dựa vào phần lý thuyết trong phần ngữ pháp trọng tâm trong bài học ngày hôm nay. Now let's get started with number 1. He didn't go shopping because he blah 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 sick. Because là liên từ vì hoặc là bởi vì. Because. Tiếp theo tính từ sick có nghĩa là bệnh, đau. Sick. Anh ấy không có đi mua sắm bởi vì anh ấy bị bệnh. Dấu hiệu của chúng ta nhận biết trong câu này đó là didn't go. Ở vế trước chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn didn't go. Vậy thì ở vế sau mình cũng phải sử dụng thì quá khứ đơn luôn. Và quá khứ đơn của động từ to be chính là was. He didn't go shopping because he was sick. Number 2. Mr. Lee blah 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 his house 2 months ago. Ông Lee đã bán căn nhà của mình 2 tháng trước. Dấu hiệu nhận biết trong câu đó chính là 2 months ago. Khi bắt gặp từ ago trong một câu thì các em phải sử dụng thì quá khứ đơn. Và quá khứ đơn mình sẽ sử dụng verb. Verb ở cột 2. Verb cột 2 thì chắc chắn câu trả lời là câu sold. Mr. Lee sold his house 2 months ago. Number 3. I blah 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 a shower when the phone rang. Mình có shower là danh từ vòi sen. Và mình có một cụm động từ đó là take a shower, có nghĩa là đi tắm. Tiếp tục, rang là verb 2 của động từ ring. Và ring có nghĩa là reo lên. Tôi đang tắm khi mà cái điện thoại đang reo lên. Tôi đang tắm thì cái điện thoại reo lên. Vậy thì động từ đang tắm này là động từ đang diễn ra đúng không em? Ngoài ra ở vế còn lại mình thấy là rang là verb 2, cho nên nó đang ở thì gì? Nó đang ở thì quá khứ đơn. Đây là một câu mà có một cái hành động đang diễn ra và một cái hành động khác cắt ngang đây em. Và cái hành động đang diễn ra này chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn mình có công thức là gì? Was hoặc là were cộng với verb in. Vậy thì đáp án của chúng ta là câu was taking. I was taking shower when the phone rang. Number 4. I blah 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 play in the park when I was young. Play là động từ chơi ha. Park là danh từ công viên. Young, cô đã dịch đồ là tính từ trẻ. Tôi đã từng hoặc là tôi đã quen với việc chơi trong công viên khi mà tôi còn nhỏ. Ở đây mình sẽ dùng đã từng hay là quen với? Mình dùng đã từng có lý hơn đúng không em? Hợp lý hơn. I used to play in the park when I was young. Một điểm nữa đó là bởi vì sau chỗ trống đó là động từ nguyên mẫu, động từ play nguyên mẫu, cho nên mình chỉ sử dụng used to được thôi em ha. Number 5. He blah 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 the work before I got there. Ở đây mình có work là danh từ công việc hoặc là động từ có nghĩa là làm việc ha. There là trạng từ chỗ đó, trái nghĩa với there là here, chỗ này. Anh ấy đã hoàn thành công việc trước khi mà tôi đến đó. Mình có before và got, đây là câu quá khứ. Vậy thì mình không thể nào sử dụng hiện tại được. Cho nên đáp án của chúng ta là finish. Anh ấy đã hoàn thành công việc trước khi mà tôi đến đó rồi ha. Bài học hôm nay đã sắp hoàn thành rồi. Bây giờ mình cùng với cô ôm lại ngữ pháp và từ mới đã học trong hôm nay nha. Đừng quên phải ghi chú lại cẩn thận đó. Ok, now let's review. Ngày hôm nay mình đã học 8 từ vựng nghe rồi, 6 từ vựng đọc. Rồi các em có ghi nhớ lại hết chưa? Mình có nhớ là hôm nay mình học những từ vựng nào không nè? Rồi, đây là 8 từ vựng nghe mà hôm nay chúng ta đã học nha. Trong khi cô đọc thì mình tự hình dung ra nghĩa của từ đó trong đầu. Nếu mà bạn nào chưa nhớ thì mình có thể dở tập ra mình coi lại. Tuy nhiên, những lần sau thì các em cố gắng mình đừng mở tập ra nữa nha. Ok, repeat after me. Shopping. Paying. Drawing on. Selling. Returning.
Landing. Landing. Counting. Counting. Shaking. Shaking. Rồi, tiếp theo 6 từ vựng đọc của mình là gì đây em? Trong khi cô đọc thì các em cũng vui lòng tự hình dung ra nghĩa của 6 từ này giúp cô nha. Borrowed. Borrowed. Lent. Lent. Appointment. Appointment. Promise. Promise. Get used to. Get used to. Used to. Used to. Một phần nữa trong ngày hôm nay mình đã vừa học rồi đó là gì em? Phần giới từ. Ngày hôm nay mình học giới từ gì vậy ta? Giới từ in đúng không? Rồi giới từ in được cộng với cái gì đây? Cộng với nơi chốn nè, cộng với năm nè, cộng với khoảng thời gian, đúng rồi. In sẽ cộng với nơi chốn, năm và khoảng thời gian nha. Ví dụ như là in my house in 2016 in 3 days. Phần cuối cùng để mà mình ôn tập đó là bốn thì quá khứ. Bốn thì này như thế nào đây? Đầu tiên là quá khứ đơn, có cấu trúc là verb 2 hoặc là verb ed ha. Và nó sử dụng cho những cái hành động đã hoàn thành trong quá khứ rồi, có nghĩa là mình có một cái mốc thời gian cụ thể trong quá khứ luôn. Tiếp theo, quá khứ hoàn thành, mình có cấu trúc had cộng với verb 3. Hành động như thế nào được sử dụng trong quá khứ hoàn thành đây em? Xảy ra trước thời điểm nhất định ở trong quá khứ đúng không? Tiếp theo, quá khứ tiếp diễn, mình sẽ sử dụng trong hai trường hợp, đó là một cái hành động đang xảy ra có một cái hành động khác xen vào, hoặc là hai hành động cùng xảy ra một lúc trong quá khứ. Mình sẽ sử dụng cấu trúc was hoặc là were cộng với verb in. Cuối cùng ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì mình có cấu trúc kết hợp giữa quá khứ hoàn thành và quá khứ tiếp diễn là had been cộng với verb in, mô tả những cái hành động xảy ra với cái khoảng thời gian đã biết. Em lưu ý dùng câu lọc khoảng thời gian đã biết nha, và vẫn tiếp tục kéo dài khi các hành động khác xảy ra. Well done guys! Bài học hôm nay cảm thấy thế nào? Các em vẫn đang theo kịp bài đúng không? Và bây giờ các em có thể xem lại video một lần nữa, sau đó mình nghỉ ngơi để chuẩn bị cho mini test sắp tới nha. Cô sẽ hẹn gặp lại các em ở mini test. Ok, goodbye! See English, study English every day!